toàn cảnh hồ cá ban đêm này các bạn ha. Đây ba. Wow, con cá to này các bạn. Con cá đây 7.3 kg. Ô, 7.73. 7.73. Ô. Các bạn nhìn cá hấp dẫn không? Nãy bởi lên cá lớn nó không chạy qua. Đâu chỗ nào? Bên đó, nãy kêu đó. Vậy hả? Đây rồi, nó 7 kg nó không chạy qua. Nãy 7 kg luôn hả? Ừ. Các bạn thì coi ban đêm này cá heo kinh. Con này heo rồi. 7.7 kg. 7.7. Wow, cá kinh luôn. Chưa đó. Hả? Dạ ông đưa cái đùm không được. Ôi, rớt nó bằng qua bên ơi. Đấy, bắt cái đây. Bắt qua. Rồi rồi bắt ra. Đây. 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 Má. Ô. Cá to các bạn ơi, cá to các bạn ơi. Về đêm có bự không? Chú, to thế hả? Rồi các bạn. Cái đó còn to thế. Mới hai con to luôn á, hai con to liên tiếp luôn các bạn ơi. Hả? Đục. Vô. Cá này cá cựu quá. Giờ này cũng ăn nè các bạn. Cân ký, cân ký. 6 kg 3, 6 kg rưỡi. Vậy luôn. 57. 5 kg 7. Thua con kia. 57. Ô, thấy không các bạn, con cá to ghê không? Kinh khủng thiệt. Con cá. Hấp dẫn không? Hấp dẫn quá các bạn ơi. Cá gì đây? Cá chim hay là cá gì đây? Ồ, cá trà. Mới vừa thả mồi các bạn. Cá mới thả mồi một cái xuống là lên cá liền. Vậy là cục bầu này ngon ha. Đó, từ từ ổ. Từ từ cho nó qua chút. Đã không các bạn? Đây. Cho anh quay. Quay cho ba thằng. Từ từ nó tới cỡ mày. Đó. Thấy không? To. Ba đại ca luôn. Ừ. Thế đã không các bạn? Cá linh liên tục. Rồi. Lấy gì hả? Cầm lấy chứ lấy. Lấy về nhậu. Đây. Đưa con không? Đưa đây. Con kia có mấy con rồi mà. Thêm con cho con đó luôn hả? Đem về nhậu luôn hả? Về nhậu luôn. À. Nè các bạn coi nè. Cá chim nữa các bạn. Cá chim bự. Ồ, thấy chưa? Thả cá chim đi. À. Cá tra này về nhậu cũng ngon, về nấu lẩu đi. Lẩu thì ngon. Lẩu trái siêu cây. Ờ đúng rồi, lẩu ba anh em nhậu là như thú dách rồi. Sắp thì có cho anh quay luôn. Đó. Ô. Thấy không các bạn, câu to. Anh tắt anh quay cái cánh rồi.
lên các bạn ơi, cá lên, cá lên, cá lên, cá lên. Các bạn nhìn thấy anh cá vô, cá vô, cá vô. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Trời, cá này cá trê, cá trê. Cá trê luôn. Lấy cái kìm lên. Cá trà, cá trà, cá trà trà. Hấp dẫn không? Kéo liên tục nha các bạn. Ngồi xíu là kéo, ngồi xíu là kéo nha các bạn. Con nó kéo nè. Lên bờ. Lên bờ nha các bạn. Lên bờ. Đã. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Cá tra này, cá này thì nấu lẩu ngon lắm các bạn. Về làm nấu lẩu ngon. Mới có cá. Ba đây coi. Cá rô. Cá rô nó không có bát bụng mà. Đâu, rồi. Có cá các bạn ơi, có cá. Lên cá. Rớt rồi. Rớt rồi. Bị thất bại nha các bạn. Cá này các bạn ơi, kéo lên. Thấy không? Đã quá. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Chạy. Rồi, lên bờ. Từ vét từ tháo luôn à. To không các bạn? Leo cái bòi đó thấy luôn nè. Nhìn cá to. Móc đủ hướng đó các bạn ơi. Câu cá giải trí cuối tuần. Các bạn thấy hay không? Câu cá xong rồi luyện xuống dưới sông à. Kêu binh luyện xuống dưới sông à. Có cá nữa nè các bạn ơi. Kìa, thằng thủ đang kéo cá đây. Nhìn anh kéo cá to này các bạn. Mới vô là thích cá to liền rồi này. Mấy con rồi anh? Xin chào các bạn. Thêm cá to. Hấp dẫn nha. Con này về kho tổ. Đây các bạn ơi, thấy coi bắt câu cá này làm mồi. Các bạn thấy địa điểm câu này như thế nào các bạn? Địa điểm câu này bên kia vừa mới câu được con cá nha các bạn, nhưng mình không chạy qua đó quay được. Hôm nào mình sẽ ghé qua cái hồ ở Vĩnh Lộc nha các bạn, có hồ câu dải. Rất nhiều cần thủ đến câu. Anh bữa nay không đi làm à? Hả? Để xe đó luôn hả? Anh chạy xe tải chở đồ nữa anh.